Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Xuân Mạnh Vlog. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thì ngày hôm nay Mạnh lại tiếp tục đi mua máy cho một vị khách. Đây đang ở bãi đây các bạn này. Bãi đây rất là nhiều máy đây các bạn này. Hai xếp hàng, hai hàng máy rất là nhiều này. Bây giờ mình sẽ đi một vòng xung quanh để xem có gì không nha. Còn bên này thì chủ yếu là dòng dân ma. Đây dân ma thì nó rơi vào đời thứ 2, thứ 3 này các bạn này. Dân ma vào đời thứ 2, thứ 3 rất là nhiều. Thứ 2, thứ 3 đây rất là nhiều. Đây thứ 2, thứ 3 này. Ở bên này, phía bên này thì đây là con... Đấy là con 50, cái con 40 thì tương đương nhỉ? Đây 30 thì nó bé này, còn 40 trừ 2 đây. Đây con này thì đời cao hơn, có cabin điều. Còn dòng này thì ở đây có còn 40-2. Đây ví dụ như con Dacid 40-2 đây, U-2 các bạn này. Đây U-2, U-2 rất là nhiều máy. Trong 40 này hầu như là nó dùng được 4 máy đó. Bây giờ chúng ta ngó cho máy này như thế nào nhé. Đây Zanma, Zanma Vio. Đây động cơ này, nay vào cái bãi này rất là nhiều, qua xe máy luôn. Đây, nó dùng cái này được 4 máy đấy các bạn. Còn ra ship đang thử đây này là 4 máy này. Ra ngó thử động cơ con này nè. Đây con này đang thử con cái máy này đang thử các bạn. Đây là dòng 30-40 đây đủ cả, quá trời lỡ đất luôn. Xem nữa không? Xem con ấy, không xem con Hy đấy cũng được làm gì. Đây là một cái bãi này rất là nhiều máy đấy các bạn này. Nhưng hiện tại là đang đi tìm con máy 30 mà cụ thể đây bãi đây thì nó quá trời máy mà chưa biết ưng con nào để tìm. Ưng con này. Thì đây đây quá trời luôn. Thì đang đi lựa cho các ông ấy một con máy nhỏ nhỏ em mà tại chưa tìm được con máy này. Đây đây là dàn máy đấy. Đấy, quá trên máy luôn. Chúng là lạc vào cái xứ sở này thì rất nhiều máy, chả biết mua con máy nào tại vì nhiều máy quá hoa hết cả mắt. Nhiều máy quá nên là chưa biết chọn mua máy nào. Đấy. Xem thử cái con đằng kia xem. Không, mua con to này không Mạnh này. Mua con to về mà săn lấp. Con to này về săn lấp cũng được. Đấy, không đang mua cho ông Mạnh con máy này. Đây là dòng máy nhỏ rất là nhiều. Thử cái con bé bé này xem như thế này. Đấy, đây là con bé bé này. Đấy. Đây rất là nhiều máy, ngắm nhiều máy quá thực ra là vào loạn các bạn ạ. Nên khi đi mua máy anh em phải xem là mình xác định là mua dòng máy nào. Máy 30 thì mình xem chỉ 30 thôi. Máy bé thì mình chỉ xem là máy 30, 50 gì đấy thôi. Tránh trường hợp là xem nhiều quá loạn không biết xem loại máy nào. Đấy, ở đây có rất nhiều máy.